Tài xế lấy lý do vội đi họp phụ huynh nên chạy ngược chiều trên quốc lộ, bị phạt 5 triệu đồng. Hôm nay ngày 25 tháng 1 trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông, truyền đến nhau vụ việc như sau. Nghe nhìn lái xe đi ngược chiều gây nguy hiểm cho chính mình và những người tham gia giao thông. Người đàn ông ở Thanh Hóa báo cáo là do vội đi họp phụ huynh cho con. Thôi, nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV, rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể mới đây trên mạng xã hội, lan truyền thông tin, video, hình ảnh phản ánh vào khoảng 8 giờ ngày 21 tháng 1, xe ô tô con mang biển kiểm soát 36A91039 đi ngược chiều trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hành vi rất nguy hiểm, thiếu ý thức của người tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người bình luận cho rằng hành động của tài xế rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận được nội dung phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng xác minh thông tin, làm rõ. Theo đó, người điều khiển chiếc xe vi phạm luật giao thông đường bộ nói trên là anh BMT, sinh năm 1979, trú tại thôn Thạch Tính, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Quá trình làm việc, anh BMT báo cáo do vội đi họp phụ huynh cho con nên đã điều khiển xe đi ngược chiều và đã nhận thức rõ được hành vi vi phạm nguy hiểm của mình. Anh BMT bị xử phạt với số tiền 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng với lỗi vi phạm điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Còn bạn mình thấy sao khi chứng kiến pha chạy ngược chiều của ô tô vì lý do vội đi họp phụ huynh này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.